Sầu riêng được ép chín bằng thuốc lạ. Từ lâu, sầu riêng Crown Park ở tỉnh Đắk Lắk đã được công nhận là một thương hiệu nổi tiếng trên thị trường, không chỉ vì diện tích trồng lớn mà sản phẩm vốn thơm ngon, ít trái lép. Hầu như gia đình nào ở huyện Crown Park cũng đều trồng sầu riêng, nên sầu riêng không được tiêu thụ tại đây mà được bán cho thương lái, chở đi các tỉnh phía Bắc hoặc Sài Gòn. Do các thương lái muốn chở đầy xe để tiết kiệm chi phí, do đó người trồng thường cắt trái trên cây rồi ngâm thuốc cho chín đồng loạt. Nếu người trồng không kịp ép trái chín thì thương lái vẫn gom hàng, sau đó thuê kho bãi tại chỗ để ép cho chín rồi vận chuyển đi khắp nơi tiêu thụ. Để ép chín, người trồng lấy một cái thùng nhựa, đổ nước quá nửa rồi cho vào đó một loại thuốc màu trắng đục đổ ra từ một cái chai nhựa có nhãn hiệu trái chín. Từng trái sầu riêng được nhúng vào thùng nước rồi được xếp lên xe dùng bạt phủ kín. Theo một người trồng sầu riêng cho biết, sầu riêng đã được nhúng vào nước có pha trái chín rồi thì dù xanh cỡ nào cũng đều chín đồng loạt sau khoảng 3-4 ngày. Việc người trồng và thương lái sử dụng chất trái chín đã được chính quyền biết từ lâu, nhưng đến nay giới chức năng vẫn chưa biết đây là chất hóa học gì, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của con người. Ngoài ra, có nhiều nhà vườn và thương lái sử dụng thuốc có tên Carbendazim và Tebeconazole để ép sầu riêng màu chín. Đây là các loại hóa chất diệt nấm cực độc, phân hủy chậm và có nguy cơ gây bệnh cho người sử dụng. Theo một thương lái cho biết, bằng mắt thường, người mua không thể phân biệt được sầu riêng bị ép chín bằng thuốc hóa chất. Người ta có thể phân biệt được khi đã mua về và tách ra ăn. Sầu riêng có nhúng thuốc lạ sẽ khó tách rời từng muối, cơm hơi sượng và có màu nhạt.